Ngày 29 tháng 8, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên án 3 bị cáo Chen Xianfa, 27 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, Hồ Thị. Tai nghe Bluetooth A+, chuẩn Bluetooth 5.0 mới nhất hiện nay, khoảng cách kết nối tối đa lên đến 15m, thiết kế sang trọng cao cấp, âm thanh được tích hợp công nghệ chống ồn, cửa tạp âm, sử dụng liên tục lên đến 5 tiếng, đảm bảo giải trí cả ngày. Và đặc biệt giá đang cực sốc, chỉ 179k ship toàn quốc. Đặt hàng gọi ngay cho shop 0387458303. Thu Trinh, 24 tuổi, trú Quảng Nam, Huỳnh Ngọc Diễm, 41 tuổi, trú Đà Nẵng, trong vụ án tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép. Bị cáo Chen Xianfa 8 năm tù, Hồ Thị Thu Trinh 6 năm tù, Huỳnh Ngọc Diễm 5 năm tù. Tại phiên tòa, Chen Xianfa thừa nhận các vi phạm của mình. Chen Xianfa nói vào Việt Nam với mục đích là chạy quảng cáo trên mạng và bán hàng. Bị cáo này cũng nói không rõ về đường dây đưa nhập cảnh trái phép là người Việt Nam hay Trung Quốc. Bị cáo lên mạng liên hệ và có người hướng dẫn. Suốt phiên tòa, bị cáo Trinh và Diễm liên tục khóc và nhận sai, xin lỗi. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là để thu lợi bất chính và đã phạm vào tội tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép. Theo cáo trạng, ngày 23 tháng 6 năm 2020, Chen Xianfa đang ở Trung Quốc đã liên hệ qua mạng WeChat với Hồ Thị Thu Trinh đang ở Đà Nẵng hỏi thuê một căn nhà. Dù biết Chen Xianfa không có thị thực để nhập cảnh vào Việt Nam, nhưng Trinh vẫn đồng ý. Trinh liên hệ với Huỳnh Ngọc Diễm để tìm nhà. Diễm cũng biết nhóm người Trung Quốc này không có thị thực nhập cảnh vào Việt Nam, nhưng vẫn đồng ý tìm và cho thuê nhà. Đến ngày 11 tháng 7 thì bị cơ quan chức năng phát hiện.